Mình tên Huệ. Thầy khoảng mình bị khối u ở ngực là năm 2000, khi mà mình phát hiện ra là năm 2014. Lúc đó là khi mà Huệ bị khối u thì lúc đó phát hiện ra là năm 2014. Thì lúc đó là nói chung là khi mà đối diện với bệnh là tinh thần của mình suy sụp lắm. Bác sĩ có nói là khi nào mà đợi cái khối u của mình nó to lên thì mới cắt, rồi bảo là cứ uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian đó Huệ uống thuốc khoảng cũng hơn một tháng, thấy nó nóng quá, thấy thuốc nóng quá, khó chịu quá, không uống nữa. Với lại trong thời gian đó là mình phát hiện mình đang mang thai, cho nên là không có sử dụng thuốc nữa. Cho đến khi mà mình sanh con xong là năm 2015 mình mới đi khám trở lại, thì khối u bắt đầu đã phát triển. Nó phát triển kích thước là 12 nhân cho 14 cm. Không, 12 nhân 14 mm. Xin lỗi. Khi đó là nó to hơn so với cái lúc đầu. Thì lúc đó về là suy sụp tinh thần dữ lắm. Rồi sau đó thêm lại ở cổ nữa, ở cổ lại nổi thêm một cái mục to, cũng như to hơn ở ngực. Nó rất là nhanh các bạn. Khi mà sờ vào nó to, nó nổi mà nó u cái lớp da cổ của mình luôn. Nè các bạn nhìn nè. Cái cổ của mình nè, là lúc trước là chỗ này nè. Nó u to lên, nó to, nó dung trùng cái lớp da lên như thế này nè. Nhưng mà sau đó nhờ đi học rồi được có duyên gặp được chị. Rồi chị mới bảo là thôi em thử dùng sáp rong đi. Rồi nó uống nó cũng mát. Rồi đỡ hơn là uống thuốc tây. Thì đúng là uống thuốc tây rất là nóng các bạn. Nó nóng đến nỗi mà khô da mặt của mình mới lớn lên một xíu. Da mặt lúc của mình lúc đó là nó khô, nó nhăn, nó khô là mình cảm giác là nó thiếu sức sống luôn á các bạn. Rồi cái sau đó mình mới ngưng, mình bỏ thuốc tây luôn, mình liều đại bỏ thuốc tây luôn. Rồi mình kiên trì uống sáp rong nè. Rồi uống khoảng chừng 2 tuần là bắt đầu mình cảm thấy cơ thể mình nó giống như là nó mát lại. Rồi thêm cái ở cổ của mình nó không còn bị nhức nữa. Rồi sau thời gian sử dụng được khoảng chừng gần 3 tuần thì khi đó mình mới sờ ở ngực, là cái khối u ở bên ngực của mình á, mình sờ xong ủa sao nó đâu rồi. Mình sờ mình mò dữ lắm đó, mình mò dữ lắm, mò cũng hơi lâu đó. Mò dữ lắm hơi lâu á mà còn vẫn không mò được các bạn. Cái mình nói trời ơi hiệu quả quá. Rồi sau chị mình mới điện cho chị, mình mới nói chị ơi hôm nay là tuần thứ 3 rồi, em uống được 3 tuần rồi, cảm thấy cơ thể của em nó mát rồi, ở trên cổ của em nè rồi em sờ là nó nhỏ lại, còn ở dưới ngực thì em sờ hoài mà không thấy cái khối u đâu hết. Mừng quá trời. Mừng như lượm được vàng vậy các bạn. Tại vì mình khi mà mình bệnh á, mình đối diện với cái bệnh của mình á, mình cảm thấy suy sụp lắm. Rồi thấy nói chung là tinh thần mình nó không có còn muốn làm gì hết trơn á. Tối ngày cứ suy nghĩ tới bệnh rồi không có tinh thần làm việc nữa. Rồi sau khi mà uống cảm thấy nó có hiệu quả quá. Rồi sau người mình hôm nay mình lặn lội từ dưới Trà Vinh lên tới nay để lấy về để uống tiếp đó các bạn.